Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Eji đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cái cuộc đối đầu giữa team Kabuto, Orochimaru, Sasuke, những người sử dụng thuật rắn sẽ đối đầu với Minato, Jiraiya và Naruto. Đây là trận đối đầu giữa rắn và cóc. Thì đây là cái comment của bạn là Trần Tùng Bách, và cái comment đã được 139 like. Thì nếu các bạn thích cặp đấu nào, hãy comment ngay xuống bên dưới nhé. Ok, và nó sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ tắt cái này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình sẽ lựa chọn team của Kabuto trước. Đâu rồi? Chúng ta sẽ có Kabuto trạng thái hiền nhân tiên thuật. Kabuto này Snake. Đây là cái áo choàng rắn này. Đây là Kabuto hồi lúc mà còn trẻ. Mình sẽ dùng cái áo choàng rắn nhá. Đây, kết hợp với Orochimaru và Sasuke. Sasuke nào đấy? Sasuke mình sẽ chọn Sasuke dạng nào nhỉ? Kirin dạng thấp nhất đúng không? Dạng này. Ok, mình sẽ chọn dạng này đi. Rồi, bên này sẽ là Minato chỉnh cấp này. Chúng ta sẽ có là Minato, Namikaze, Jiraiya tiên nhân cóc và Naruto đây đi. Chúng ta sẽ có chiêu team cả. Quá là tuyệt vời luôn. Cái team này sẽ có một chiêu team này. Quá hay. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Chúng ta sẽ đối đầu giữa đêm, sẽ chọn là rắn. Rắn trước. Rắn này, rắn đối với cóc. Yes. Ăn bu à? À, đây là cái thằng đệ của nó. Vào đây này. Minato này. Rắn. Rắn này. Úi dồi, hay thế. Ok, vào. Làm gì? Summoning Jutsu. Wow. Đây là tổ chức Akatsuki mà, ghê vãi. Lên, né ra. What? Chết rồi, Yellow Flash. Wow, thôi xong rồi. Bubble Rasengan. Mình chủ quan quá, mình đang mải xem với cái chiêu kia của mình. Rồi rồi, vào thôi. Orochimaru, rắn trườn, hay thế. Vào đây này, Sasuke đâu? Cóc. Lên đây, uầy, Rasengan. Tộc Rasengan này, sao mà lắm ra Rasengan vậy? Rasengan này. Để ra. Cứ này vào thân chưa? Wow. Lên nào, Awakening, ui, Rasengan, hai người tiếp đãi. Trời ơi, lên này, chiêu team này, thích chiêu team không? Anh ơi chiêu team nhưng mà thật ra là chiêu của mình. Mình sẽ dùng là Kirin, chiêu này dùng để hạ Itachi đây, mình thất bại. Kirin, không xong rồi, không được rồi. Fireball Jutsu. Rasengan. Không tới rồi. Yes. Fireball Jutsu. Naruto, không được rồi. Tôi không xong rồi. Ui, nó xuyên qua người mình. Nó vừa xuyên qua người mình xong. Tại đi. Buồn nổ. Chỉ hợp tí. Khá là mệt. Mình đang chiếm lấy đại phòng nhưng mà mình bị ấy quá. Summoning Jutsu. Không chạy được à? Itachi, thằng kia là thằng nào ta? Không nhớ. Một thằng là thằng Daidara đúng không? Với một thằng gì ta? Cái nào nhỉ? Mình không hề nhớ thằng kia luôn. Vào đây này, tia chớp vàng của làng lá. Kirin, trời ơi, ngập hành luôn đấy, ngập hành rồi. Orochimaru thì khá hơi yếu một chút, hơi yếu so với cái team này. Team này quá khỏe luôn, team rắn. Wow. Đúng rồi. Lên đây, rắn cắn. Ôi trời, gần quá, thôi xong. Xong thôi. Ôi ôi, chắc cá nào. Ui. Ba thằng nó đấm vào người mình. Hai quả Rasengan đấm vào người mình, làm sao mà chịu được. Rồi người. Lên này, hai người luôn. Lên. Gỗ à? Người gỗ này.
lên này. Lướt qua này. Gì? Rasengan ạ. Ui, kiếm điện luôn. Ok, rồi để chân ca nào. Nổ đi, Firestyle, hỏa cầu. Jiraiya. Phi tiêu á. Không được. Rồi, chắc ca nào. Lên này, Samurai Jutsu. Không thể nào chạy được Kabuto. Ôi, Kabuto bá quá. Cái dạng Snake Cross này. Cái dạng áo rắn này. Gì nhở? Set à? Set thì liên quan đến thằng gì nhở? Nếu các bạn biết thằng đấy thì hãy comment ngay xuống bên dưới nhá. Mình chỉ biết được thằng Itachi và Daidara thôi. Thằng kia hay là Nagato ta. Team rắn đã giành chiến thắng 1-0. Ok, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai thôi. Chúng ta sẽ return character và mình sẽ đến chọn đến team cóc của Naruto. Chúng ta sẽ có là Minato Namikaze này. Chúng ta sẽ lựa chọn xem nào. Đúng rồi, Jiraiya. Và cuối cùng là Naruto thôi. Chúng ta sẽ có chiêu team khá hay. Flying Rajin Combo level. Bên này sẽ là Kabuto dạng này rắn này. Đây rồi, ở đây là không có chiêu team. Bất kể nhân vật nào trong cái team rắn này sẽ không có chiêu team đội rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Team của Minato rất là mạnh rồi. Một Minato có thể cân được bọn này. Wow, không, đừng nói thế, cân không dễ đâu. Tốt rồi, tốc độ rất là nhanh. Làm gì, tốc độ quá nhanh rồi. Quá. Đánh cái gì đấy. Tốt, Jiraiya hơi chậm. Hơi già rồi, cóc này. Rắn đâu, chú có rắn đâu. Rắn của chú đâu, đâu rồi. Đánh em vẫn thân à, giờ mà. Cái độc mình rồi. Mày nhờn thế nhở. Mình ấy độc rồi. Hay quá. Hai lên. À, Kabuto rồi, Kabuto. Né ra. Chính là summoning Jutsu à? Không được đâu. Né ra tiếp. Tốt rồi, Naruto. Hay quá, Rasengan. Lên này, rớt quá. Mình biết ngay mà, summoning, chiêu tim. Chiêu tim thấm mãi, toàn. Quá thấm luôn. Đây là ấy mà vẫn là chiêu của đấy thôi, của thằng Kabuto thôi. Summoning Jutsu thuật triệu hồi, cái gì? Uế thố chuyển sinh thuật à? Chiêu tim. Thôi xong tôi rồi. Chiêu tim phát cuối này không được là đai sỏi. Chiêu tim rồi, quá đẹp. Giữa Minato và Naruto thôi, không có hợp giữa Jiraiya nữa. Ok, hai cha con Jinchuriki của Kiểu Vũ. Quá đẹp. Ok, và nó sẽ có một trận nữa. Và mình cũng gần chết thôi. Chỉ cần một phi tiêu nữa là đài rồi. Vào nào. Vào thôi. Lên này. Lên đánh được tối đa máu có thể. Đúng rồi. Lên rồi. Wow, cứ giặt. Không thể nói chạy được. Giặt đã đuổi theo mình. Dùng Rasengan khổng lồ không được. Rasengan. Hơi chậm. Không, Jiraiya này hơi chậm. Minato thì quá nhanh rồi. Không phải nói nữa. Naruto, quay. Yes, anh vẫn thân. Lên, lướt tới. The last bad bomb. Bom vị thú. Yes. Wow, xin chú đi kì thủ vị. Wow. Đài rồi. Giặt thường quá khủng khiếp. Tăng tốc độ lên. Né ra. Đấy rồi, Minato là sẽ kết thúc thôi. Kết thúc tất cả tại đây. Kabuto à? Quế thối chuyển sinh. Sửa kinh dính nhá. Wow. Được 6 khê quế quá anh em ạ.
Sasuke, Sasuke, Sasuke. Một đứa rắn nữa. Ghê ta. Ôi Chaka nào. Rồi. Hóa đi. Hóa Awakening lên. Trạng thái vĩ thú. Đây rồi, Jinchuriki. Tất cả ba người đều hóa rồi. Ba người đều hóa rồi. Hay quá. Đây rồi. Tiên nhân khóc. Đến lúc ấy thể hiện rồi. Đúng rồi, quá nhanh. Bây giờ cái này như kiểu là dung nham ấy, kết hợp với cả dầu và cả lửa ấy. Sổi win. Trạng thái hiền nhã tiên nhân thuật của Jiraiya rất là bá đạo luôn. Ok, và team cóc là chỉ một chiến thắng thôi. Thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhá. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên một like và chia sẻ cho giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo của Naruto Song Đấu. Bye bye.